Hello, xin chào anh em, vào hết đi. Toán lúc này mới mua điện thoại rửa luôn, cắt hướng dẫn cho anh em bắt bận và loại trừ. Có thể cắt bớt 4 rờ le này, cắt bớt khoảng 2 rờ le nhưng xe vẫn hoạt động bình thường để cho anh em dễ kiểm tra. Đây, và cảm biến góc nghiêng của những dòng xe CR. Xe này lúc sáng mới thay tụ bơm, giờ nổ ok rồi. Sáng tụ bơm này gần 1 kg nha. Giờ ok rồi. Anh em nào nếu không làm nghề xem đông đủ thì Tuấn sẽ chia sẻ cách hoạt động của 4 con rơ le này một lần nữa cho anh em xem thật nét. Bên trái 2 con, bên phải 2 con, bên tay ga tương tác là bên tay phải thì có 2 con, bên tay thắng, bên tay trái tương tác có 2 con. Thì các bạn cứ vô đông thì Tuấn sẽ chia sẻ nhiệt tình luôn nha. Còn anh em nào tham gia họ online, các bạn cứ inbox vô nhiều hơn nữa. Và thì Tuấn loại trừ cảm biến góc nghiêng này luôn, bỏ cảm biến góc nghiêng này luôn. Nếu anh em nào bắt bận chuẩn vô xem nhiều hơn các bạn thì Tuấn sẽ ví dụ một con xe bị đổ cảm biến góc nghiêng như thế này, được chưa? Thì anh em vào bật khóa điện thì đương nhiên đồng hồ FI mất hết. Thì anh em phải lưu ý kiểm tra cảm biến góc nghiêng. Thì đầu tiên anh em phải kiểm tra thì Tuấn cầu chì ok hết rồi nha, cầu chì ok hết rồi. Mà anh em bật khóa điện lên, đồng hồ tắp lô không có, chỉ có kèn còi thôi. Đèn im mất. Làm chân trống em. Chân trống á. Nếu anh em bật lên. Rồi ok. Xi nhan kèn có nhưng đèn em im mất. Thì anh em hãy kiểm tra điện Tuấn cảm biến góc nghiêng. Nhưng các bạn cũng không cần tâm quan tâm cảm biến góc nghiêng làm gì, kệ nó, hoặc là đứt hoặc là hư, Tuấn bỏ luôn nhá. Ok, có thể rút ra luôn. Bỏ luôn, không xài cảm biến góc nghiêng nữa. Đây. Bỏ luôn nó lòng thòng xuống đây luôn. Thì anh em hãy để ý cho điện Tuấn ở trên này có một con rờ le cảm biến góc nghiêng. Anh em phải lưu ý nha. Ở đây có một con rờ le cảm biến góc nghiêng và một con rờ le chín. Rờ le chín lúc nào màu cái điện đỏ cũng nhiều hơn. Còn rờ le cảm biến góc nghiêng nó chỉ có một sợi dây màu đỏ, sọc vàng, sọc cam này. Nha. Tiếp tục, Đình Tuấn giới thiệu hai con rờ le ở bên tay thắng là bên trái. Đối diện mình nhìn vào là bên phải. Thì ở bên này có hai con rờ le, một con rờ le bơm xăng và một con rờ le để đề. Rờ le khởi động khác nha anh em, khởi động đề là nằm trên này. Còn rờ le này để đề là nó ăn dòng điện xít tốp 12V cho con rờ le này. Và tí nữa thì Tuấn sẽ giải thích anh em chi tiết từng con rờ le này. Các bạn xem chia sẻ mạnh, gắn thẻ bạn bè vào cùng xem thì Tuấn chia sẻ. Đặc biệt những anh em nào ở vùng miền gặp những con xe SCR được trang bị 4 rờ le này, các bạn khó biết cách kiểm tra thì Tuấn sẽ hướng dẫn anh em tận tình luôn. Và loại trừ rờ le nào hư hay không, các bạn có thể loại trừ. Và 4 rờ le tương tác trên xe Đình Tuấn đây thì có thể bỏ bớt 2 con, nhưng xe vẫn hoạt động bình thường, không cần phải xài tới 4 con rờ le này. Đấy. Anh em lưu ý nhá. Bật khóa điện lên, kiểm tra cầu chì ok hết, bình ok hết. Thì đương nhiên có bình ok mới bóp còi được mà. Đúng không? Nhưng đèn LED này không sáng. Anh em để ý cho thì Tuấn cảm biến góc nghiêng. Cũng không cần bận tâm cái cảm biến góc nghiêng trong này làm cái gì. Các bạn nhớ con rờ le đây. Bởi vì cảm biến góc nghiêng hư thì đương nhiên đèn y sẽ mất và đồng thời mất bơm xăng. Anh em nhớ nhá, bởi vì cảm biến góc nghiêng này nó sẽ có một dòng điện 12V cấp nuôi cho rờ le bơm xăng. Đây. Nếu cảm biến góc nghiêng hư, rờ le hư thì hệ thống bơm xăng cũng. Rồi. Và thì Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra con rờ le này. Rờ le chín bên này
Bên Tuấn hướng dẫn đầu tiên, anh em nhớ nha, đây có một cặp. Cứ có cặp nào hai dây màu đỏ, có đỏ sọc 9. Còn rơ le nào có một sợi dây đỏ sọc vàng, sọc cam đây này, là cảm biến góc nghiêng. Rồi tương tác các bạn không cần nhiều, dùng một cái bóng đèn thử thôi. Thì rơ le 9 thì đương nhiên sẽ có một dòng điện 12V nhất định. Nó giống như kiểu con rơ le đề Zimway của anh em thôi. Rơ le 9 thì dây xanh luôn luôn là dây mắt sườn, dây đen là điện sau khóa 12V. Đấy, 12V. Hai dây to, một dây đỏ và đỏ sọc, sọc trắng là tiếp điểm. Khi cuộn dây đã có mát sườn và điện sau khóa 12V dây đen, ở cuộn dây thì đương nhiên tiếp điểm sẽ đóng. Nó sẽ đóng từ dây đỏ, trực tiếp từ dương ắc quy. Đây, nó sẽ đóng qua dây đỏ sọc trắng lên cầu chì. Đây nhá, ok. Nó chỉ làm con rơ le đóng tiếp điểm nuôi cầu chì. Rồi, đấy rơ le 9 anh em mình bỏ qua. Tiếp tục bên kế bên ở đây là một con rơ le cảm biến góc nghiêng. Cảm biến góc nghiêng thì luôn luôn sẽ có một dòng điện sau khóa 12V. Đây, anh em bật khóa điện nha. Em tắt khóa đi. Rồi, bật khóa. Rồi, dây đen. Và luôn luôn có một cái dây đen sọc trắng là cái tiếp điểm. Từ dây đen, đóng qua dây đen sọc trắng, nó sẽ chạy qua rơ le bơm xăng. Muốn làm sao để nó đóng được tiếp điểm từ dây đen qua dây đen sọc trắng qua bơm xăng thì các bạn phải nhu cầu phải cần dây mát từ cảm biến góc nghiêng cấp nuôi rơ le. Thì đây, con rơ le cảm biến góc nghiêng sẽ có dòng điện 12V nhất định sau khóa khi các bạn bật. Khi các bạn bật khóa cái nữa thì cảm biến góc nghiêng sẽ dập mát nuôi cho rơ le. Đây này. Đấy. Thì đương nhiên cảm biến góc nghiêng sẽ dập mát nuôi cho rơ le. Thì đương nhiên cuộn dây sẽ có lửa sau khóa thì nó phải chờ mát từ cảm biến góc nghiêng. Thì lúc đấy tiếp điểm đóng từ dây đen qua dây đen sọc trắng. Thì ở đây cảm biến góc nghiêng đằng sau đang hư hoặc đứt dây, thì đương nhiên từ dây đen không thể nào cấp điện qua dây đen sọc trắng được, bởi vì cảm biến góc nghiêng không rập mát nuôi cho rơ le. Thì các bạn chỉ cần đơn giản giúp con rơ le cảm biến góc nghiêng ra cho tôi, bỏ xuống đất. Rồi anh em lấy mẫu dây điện loại trừ cắm cho tôi hai sợi dây là của tiếp điểm của con rơ le từ dây đen qua dây đen sọc trắng. Em cắm cho anh em chạy. Tôi cắm đi. Rồi tắt khóa đi. Rồi đây, đen và đen sọc trắng. Đây hai dây này, cuộn dây. Đúng rồi, các bạn phải nhớ đâu là cuộn dây, đâu là cái tiếp điểm. Ok cho nào. Đấy, vậy rồi thì Toán sẽ bật khóa điện, không cần quan tâm về cảm biến góc nghiêng. Đương nhiên đèn y sẽ sáng và các bạn sẽ kích hoạt đề bình thường. Ok chưa nào? Đấy, loại trừ một ban bận cực dễ. Lấy ghế cô ngồi, chị ngồi. Em thấy không? Thì lúc này sao? Mình nối trực tiếp tiếp điểm thì đương nhiên nó sẽ đóng từ dây màu đen sau khóa. Nó sẽ đóng qua đen sọc trắng. Ok chưa nào? Đen sọc trắng nó sẽ đá qua rơ le bơm xăng là dây này. Đấy, thì rơ le bơm xăng tại sao muốn hoạt động tiếp tục, thì đương nhiên cuộn dây thì luôn luôn có lửa sau khóa 12V, nó chỉ chờ mát là từ AC dập mát cho rơ le bơm xăng trong vòng 3S. Thì lúc đấy dây màu đen sọc trắng, điện sau khóa 12V sẽ đá qua cái dây màu nâu xuống bơm xăng. Đây, ok. Mình vẫn cắm vào, bật khóa điện trong vòng 3S, bóng đèn sáng. Đấy, anh em chờ chút xíu, anh Tuấn gắn lại cái bóng đèn nó không được cái điểm tốt. Được chưa? Trong vòng 3S, IC dập mát cho rơ le bơm xăng. Đấy,
Ok chưa nào? Là xong thôi. Đấy. Mình loại trừ con rơ le ra, mình câu trực tiếp thế này vẫn chẳng ảnh hưởng gì hết. Xe đời mới giờ không có cảm biến góc nghiêng, nó còn chạy phà phà, huống chi đời nhà Tống. Ok, nếu hư anh em thay thế thì tôi cảm biến góc nghiêng. Nếu không hư thì các bạn kiểm tra lại đường dây và tiếp tục hệ thống đề. Thì Tuấn đã hướng dẫn anh em cách xử lý và bắt bệnh của con rơ le bơm xăng. Thì anh em phải hiểu rằng con rơ le này đâu là cuộn dây, đâu là cái tiếp điểm nhá. Tuấn sẽ soi cho nó sáng, chọc từng màu dây. Đây, dây đen chọc trắng, nó lấy một dòng điện từ cảm biến góc nghiêng qua. Rồi, đen sọc trắng của cuộn dây luôn luôn có điện sau khóa. Nó chỉ chờ dây màu nâu là từ IC dập mát để nuôi rơ le này. Thì rơ le này có lửa sau khóa, nó phải chờ mát từ IC cấp cho nó. Nó sẽ đá dòng tiếp điểm từ cái dây đen sọc trắng qua cái dây nâu xuống bơm xăng là xong. Trong vòng 3S ngắt mát IC, các bạn kích hoạt đề tiếp, IC sẽ dập mát liên tục để nuôi rơ le, để đóng tiếp điểm từ dây đen sọc trắng qua dây nâu và xuống bơm xăng. Rồi tiếp tục con rơ le bên cạnh thì Tuấn đây gọi là con rơ le khởi động nút đề. Con rơ le này nhiệm vụ nó làm cái gì? Nhiệm vụ nó có hai dây mát sườn, một dây từ xích tốp tay là cái dây này. Đây, xanh lá sọc vàng. Đây. Thì Tuấn sẽ bóp xích tốp. Đấy anh em thấy không? Xích tốp tay nhá. Ok. Vậy xích tốp tay thì ở đây nó lại tiếp tục là cuộn dây và cái tiếp điểm. Cuộn dây thì luôn luôn có mát sườn, nó chỉ chờ 12V từ xích tốp tay. Bóp xích tốp tay sẽ có dòng điện 12V tới con rơ le. Thì tuy nhiên nó sẽ đóng tiếp điểm từ dây xanh lá, cũng là dây mát sườn, qua cái dây màu xanh biển sọc xanh lá. Dây này nó sẽ phi lên nút đề, bởi vì xe này nút đề lấy mát từ rơ le nha anh em. Còn những dòng xe khác nó lấy dòng điện 12V từ xích tốp tay qua nút đề, nhưng dòng xe SCR này nó lấy mát từ con rơ le này. Đấy, từ mát con rơ le này lên nút đề. Đây thì Tuấn sẽ chuyển cọc cắm qua dương. Rồi, và thì Tuấn thử cái dây màu xanh biển sọc xanh lá lên nút đề là nó bóp chít tốp, bóng đèn sẽ sáng. Anh em thấy không? Đây, bóp chít tốp này. Đấy, bóp chít tốp một cái thì đương nhiên cuộn dây đã có lửa từ chít tốp tay mát chờ sẵn từ sườn, nó sẽ dập mát từ dây mát này qua tiếp điểm này lên nút đề. Nút đề này sẽ ăn mát và sẽ cấp mát xuống IC, và IC sẽ cấp mát cho rơ le khởi động là xong, là nổ nhá. Tiếp tục chúng ta loại trừ con rơ le này hư. Khi mà kiểm tra chít tốp có rồi mà nút đề ok hết rồi mà tại sao đề không được? Đây thì tôi sẽ làm cho cái nữa luôn. Đề sẽ không bao giờ được. Bật lên hệ thống đèn y có đầy đủ, nhưng bấm đề không được. Anh em thấy không? Ok nha. Bấm đề không được. Chúng ta lại kiểm tra con rơ le. Được chưa? Kiểm tra con rơ le tiếp tục, các bạn đo dây tất cả thông thủy hết rồi thì kết thúc con rơ le. Lúc ấy tiếp tục ta lại kiếm một sợi dây như thế này, tắt qua điện đi. Chúng ta nối tắt hai dây nào? Chúng ta nối tắt hai sợi dây của tiếp điểm từ mát lên qua cái dây màu xanh biển sọc xanh lá lên nút đề nha. Cho thợ đang làm thì Tuấn quay chim live chỉ có một mình nên tay nó hơi bị lủng thủng một chút. Ok, giờ các bạn chỉ cần nối tắt vào hai sợi dây này, nó chỉ là dập mát thôi, chỉ là một cái tiếp điểm thôi mà. Anh em sẽ nối tắt tiếp điểm của con rơ le lại khi các bạn rút rơ le ra. Đây, rất rõ nha. Dây xanh lá
và dây săn biển sọc săn lá này, được chưa? Bởi vì nút đề này chỉ cần chờ mát thôi, do con rờ le này nó làm rườm rà. Rồi anh em bật khóa điện lên, bấm đề, nổ, thấy không? Khi đề nổ rồi, IC sẽ ngắt mát cho rờ le khởi động, thì đương nhiên chúng ta đề không được nữa. Thế thôi, không gì hết, chúng ta lại trừ cực dễ. Vậy lúc ấy chúng ta sẽ lại trừ ra hai con rờ le này. Trên xe không cần rờ le cảm biến gốc nghiêng và rờ le từ stop để khởi động lên nút đề, không cần phải cảm biến gốc nghiêng nữa. Nếu anh em nào ở xa, ở quê, các bạn không có rờ le này, cắt hàng vào các bạn làm đỡ này cho người ta chạy, làm dây lại chắc chắn vào nha. Nối dây cho nó ok là tiếp tục. Bên này cũng vậy, cho khách hàng người ta đi xong kết thúc một con xe CR. Hay thì cho xin cái like nhá. Thế thôi, xem một con xe nếu anh em hiểu về nó. Bởi vì sao, những dòng xe đời mới bây giờ ấy, đa số người ta thiết kế chỉ có một con rờ le chính thôi. Những cái thời ngày xưa, những xe cũ người ta thiết kế rất nhiều rờ le để cho nó bảo vệ, nhưng thay vì làm một thời gian lâu dài thì những con rờ le nó sẽ mang lại những ban bật khó cho anh em để anh em kiểm tra, vì nó quá trời nhiều rờ le đấy. Còn xe, tất cả những dòng xe đời mới bây giờ chỉ có một con rờ le chính thôi, không có rờ le bơm xăng, rờ le góc nghiêng hay rờ le sit top đề gì hết, nên cái ban bận này nhiều lúc khách hàng mang vào, nhiều anh em ở quê, đặc biệt những khu vực mà SCR nhiều vô, đèn FB có nhưng bị mất hệ thống bơm xăng, anh em lại không biết kiểm tra vào đâu, hoặc vô mất hệ thống FI, mất luôn bơm xăng, nhưng còi có, nhưng tất cả nguyên nhân vì đứt dây, vì hư vài con rờ le này. Nó hành anh em ra bả, nhiều lúc anh em không biết đo con rờ le này, biết thế nào sống là chết, nó rất cực. Nên hôm nay Điền Tuấn nhân cơ hội mua cái điện thoại mới, quay không rung để tặng anh em clip. Và chút xíu nữa Điền Tuấn sẽ giả lập một cảm biến góc nghiêng của con Exide này mới lên keng, đưa cho anh em trong nhóm học. Còn các bạn nào học cần tài liệu thì Tuấn cung cấp tài liệu về SCR, thì Tuấn vẽ ở đây rất rõ. Đây, các bạn nhìn đối diện vào con xe như thế này, thì đây là bên trái. Còn các bạn ngồi trên xe, đây là bên phải. Ở đây sẽ có một con rờ le cảm biến, rờ le chính. Thì Tuấn viết tăng tác vẽ như con rờ le này, anh em rất dễ hiểu này. Đấy, đây, nó nằm như thế này nhá, rất dễ hiểu. Đâu là A, B, C. Đây là cảm biến góc nghiêng, và đây rờ le bên trái, rờ le sẽ tốt đề, và rờ le bơm xăng. Anh em rất dễ, một con rờ le vẽ như thế này, thì A và B, C và D, anh em dễ kiểm tra. Vì sao vậy? Hả? Đem dán keo lại cho. Bỏ hết. Này khui ra có thể sửa bên trong là bình thường. Đấy, một con xe nổ rất bình thường. Con xe này đời rất cũ, anh em nhìn thấy không? Nhớt đồ nó chảy, nó kích hoạt nó vẫn nổ. Bởi vì thao tác nó đúng thì đương nhiên nó sẽ phải nổ thôi. Đấy, cái này hỏng ga không phải Tìm Tuấn nói xạo cho các bạn em nhé. Mở ra hơi bị ghê luôn đấy. Nè, đất cát này. Nhưng nó vẫn nổ ok, rất ok luôn. Bật lên thì mình đấu trực tiếp rồi mà. Ok, bấm cái đèn nổ thôi. Đấy, rất cũ cái đời xe này, rất cũ, chỉ có thay bơm xăng thôi, bắn bật rất dễ. Nên anh em nào trong nhóm học online, các bạn chịu khó đăng ký khóa học, nét từng mili luôn.
Điện thoại có nét không anh em? Nét cho xin like đi. Về nhà rửa xe ok không? Xịt sướng không? Hả? Trời cái xịt quá mà. Alo. Sao vậy? Mấy giờ? Mới mua. Để dùng con này giả lập tặng anh em trong nhóm học online để các bạn bắt bận khi mà con headset lỡ may hư cả biến góc nghiêng, các bạn bật khóa điện lên trên headset 150 đời mới bây giờ sẽ có hiện tượng như thế nào, thì Tuấn chút xíu sẽ làm một clip hoàn hảo trên một cái điện thoại rất mới này, quay clip cho anh em học, đúng không anh em? Mang lợi nhuận cho Đình Tuấn đóng học phí thì Đình Tuấn cũng cố gắng đầu tư những vấn đề về điện thoại hoặc là xe cộ, làm sao nhiều ban bận cho anh em học cho anh em ok. Còn các bạn nào quan tâm thì các bạn cứ đăng ký khóa học online. Còn anh em nào ok thì các bạn cứ tới đây học khóa học trực tiếp. Tài liệu của tôi rất đơn sơ nhưng có thể xử lý được tất cả những dòng xe cảm thấy anh em nào khó. Ví dụ như con cảm biến ECT là cảm biến nhiệt độ tơ, tôi cũng ghi rất rõ ở đây khi một con xe báo lỗi anh em phải kiểm tra như thế nào. Để dùng thiết bị gì để lập tôi in màu cho anh em luôn. Đúng chưa? Anh em nào inbox cần cứ inbox cho tôi. Rất nhiều, một quyền rất nhỏ nhưng rất chia lợi hại nhá. Ok, đây là quyền này cho cửa hàng cho anh em tập vợt nên có thể nó rách. Còn anh em tôi sẽ photo một quyền rất mới để tất cả trong tủ để phát cho tất cả anh em nào có nhu cầu. Rồi, xin chào mọi người. Màn hướng dẫn clip video của tôi đến đây là hết rồi. Giới thiệu về các hoạt động của 4 con relay trên SCR và cảm biến góc nghiêng. Cực kỳ rất đơn giản. Các bạn chịu khó xem đi xem lại clip của tôi thì các bạn và anh em sẽ xử lý rất chân chu trên những cái dòng xe phun xăng điện tử nhé. Rồi, ok. Anh em nào cần tham gia khóa học online với giá hạt rẻ, các bạn cứ inbox cho tôi. Tôi sẽ làm tất cả những clip hay để gửi vào trong nhóm để cho anh em học. Không dám nói mình tài, mình giỏi, nhưng tất cả những cái xe hoạt động như thế nào, cắt giả lập, cảm biến, loại trừ thì tôi có thể làm được hết cho anh em. Rồi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em nhé. Do xe này chiều nay tôi trả khách rồi, nên bây giờ tôi mới chia sẻ cho anh em. Nếu cái xe này còn ở lại thì có thể đến tối nhé.